Hãy đồng xin nói chào quý vị đang đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Đến với Khẩu vị ngôi sao, chúng ta sẽ được gặp gỡ rất nhiều nghệ sĩ, họ chính là những thần tượng để cho hai fan hâm mộ đến đây chế biến những món ăn ngon, phục vụ và cũng như là mang lại rất nhiều niềm vui dành cho thần tượng của mình. Bên cạnh đó là những câu chuyện sẽ được chia sẻ ngày hôm nay cùng với nhạc sĩ điển trai Nguyễn Hồng Thuận. Em chào anh Thuận. Chào anh Rapper. Mời anh đến nhà em. Sao? Dạ. Nhà em mà sổ đỏ của biên tập. À, nhà em hơi xa nha. Thì bởi vì phải xa xa vậy mới được khu đất rộng. Chứ giờ vô trung tâm nhỏ xíu mà đâu có ai phải đại gia như anh. Nhạc sĩ có nhiều sổ đỏ nhất Việt Nam là anh Nguyễn Hồng Thuận. Cái từ cái gì? Tất cả chỉ là tên đồn. Anh có bao nhiêu tiền là anh bỏ chung vô muốn có đồng sản hết trơn á. Tất cả chỉ là tên đồn. Đâu có đâu, em thấy trên Facebook anh chụp hình cho đấy Facebook giả. Đâu, nhưng mà cho đó anh ghi rõ ràng mà. Bán giùm. Bán giùm. Bán giùm. Bán giùm bạn. À, dạ. Dạ, anh nghĩ sao về những lời đồn dạo gần đây là hai anh em mình quá giống nhau? Có nhiều người gọi anh lộn là quán rapper, có nhiều người nghe em gọi là em là Nguyễn Hoàng Duy hay là Nguyễn Hồng Thuận. Ừ, cái đó thì đôi khi mình phải về mình hỏi phụ huynh mình chứ. Kỳ ta. Dạ. Dạ, em thích ăn gì nè? Em thì thích ăn ngọt nè, thích ăn mặn nè, nó món nào cũng phải đậm đà mặn mà. Còn anh thì sao? Gu cũng giống giống đó. Đó, gu giống bởi ăn uống sao mặc giống vậy đó. Ừ. Nhưng mà không hiểu sao giờ em có gia đình anh chưa có. Bây giờ tại sao vậy? Thôi đừng hỏi đến vấn đề đó, mình hỏi chuyện khác đi. Phải hỏi, tại sao bữa nay là fan hâm mộ nấu ăn cho anh ăn. Đâm ra là chưa bao giờ có một cô gái nào nấu ăn cho anh ăn hết. Có thì chứ, nói vậy nghe tổn thương chứ. Còn phải có người nấu cho anh chứ. Ồ, chứ có rồi, không trừ bạn gái. Cũng có chứ, thi thoảng cũng phải có chứ. Phải từng có chứ. Ừ. Anh tên gì? Anh lộn. Cổ tên gì? À, hỏi chi? À quên, hỏi hoài. Nói nhiều chuyện thôi, quá. Thôi, vô phòng khách mình nói chuyện tiếp. Ok. Dạ. Đây, anh ngồi đây cho. Anh Thuận nè, à, trước giờ anh tham gia một số game show rồi á. Nhưng mà có nhiều game show nó thiên về ẩm thực mà bắt buộc phải bật mí những cái điều riêng tư trong cuộc sống của mình chưa? Ẩm thực thì có, nhưng mà bật mí riêng tư thì trước giờ anh vốn một cái người ít khi nào anh chịu nói chuyện đời tư của anh trên trên những cái phương tiện công cộng lắm. Dạ, công cộng. Ừ, giống như truyền thông, không? Dạ. Vậy đại khái là vậy. Như vậy thì ai là người chia sẻ cho anh trong cuộc sống, hay là anh chỉ lặng thầm? Bình thường, tại vì bây giờ anh quen rồi, cái là anh sống mười mấy năm một mình, anh ở mà mình quen rồi, cái công việc mình nó cũng nhiều. Với mẹ cũng không chia sẻ luôn hả? Không, trời, người lớn tự nhiên thí dụ mình có những cái mối lo lắng của mình, tự nhiên mình về mình chia sẻ ba má mình lo thêm, đúng không? Cũng dạ. Không giải quyết được cái gì. Dạ. Và hy vọng là hai bạn fan hâm mộ ngày hôm nay thật là đáng yêu, để anh cảm thấy là vui lòng hơn. Trước khi mà xuất hiện sự có mặt của hai bạn, xin mời quý khách hãy ghi hai món ăn mà quý khách cảm thấy mong muốn được thưởng thức nhất ngày hôm nay vào hai tờ giấy ạ. Hy vọng là nguyên liệu ngày hôm nay em đang chuẩn bị sẵn sẽ đầy đủ, còn thiếu em chạy ra chợ mua tiếp. Được. Để anh bật mí nha, là anh cũng biết nấu ăn nha. Chứ đương nhiên anh phải tự lập. Thế là miếng ăn là một, thứ hai mẹ anh từng là đầu bếp, cho nên là mẹ nó rất là ngon, và anh cũng một phần đó tại anh thích nấu ăn. Dạ. Thế là anh cũng hay hỏi mẹ thế này thế kia, cho nên là anh cũng biết nấu ăn cũng kha khá. Mà phong cách nào anh? Á, Âu, miền Tây, miền Trung, miền Nam, miền Bắc? Á. Châu Á. Mẹ nấu ở Việt Nam rất ngon. Dạ. Ừ. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Xin mời anh úp lại. Không? Dạ vâng. Ê, giấu nhà đi cho khỏi thấy. Dạ. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của hai bạn fan hâm mộ ngày hôm nay để gặp gỡ với nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Xin mời quý vị cùng chào đón hai bạn Ngọc Như Ý và Mỹ Duyên. Ê, xin chưa? Dạ, chào hai bạn. Mời hai bạn ngồi. Mời em ngồi. Hai bạn xinh quá. Thôi mình giới thiệu đôi nét về bản thân nè, về sở thích, về cảm nhận của mình về nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận đi. Mời Như Ý trước. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Huỳnh Ngọc Như Ý, năm nay em 18 tuổi. Em là sinh viên và ca sĩ tự do và hiện tại đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn với bạn Duyên thì sao? Xin chào mọi người và chào hai anh ạ. Em tên là Mỹ Duyên, hiện tại em đang là diễn viên tự do. Em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng là ngày hôm nay các bạn sẽ vượt qua từng thử thách nhỏ nhỏ để mình góp vui cho chương trình. Yeah. Quyền đầu tiên đó chính là giành lấy cái đặc quyền để mở ra những ô số bí ẩn trên đây. Sau đó là có được cái huy hiệu thần bếp để mình vận dụng trong phần tiếp theo. Xin mời hai bạn cầm bảng nha. Sau đây sẽ là câu hỏi đầu tiên, các bạn chú ý lắng nghe nha. Làng gì nổi tiếng nhất ở tỉnh Đồng Nai? A. Làng Cam Tân Triều. B. Làng Bưởi Tân Triều. C. Làng Quýt Tân Triều. A, B hay C? Xem chưa? 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời đáp án của hai bạn. B. Và B luôn. Làng Bưởi Tân Triều, chính xác. Bởi vì làng Bưởi Tân Triều nằm ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai, là nơi nổi tiếng với những vườn bưởi xanh tươi và nặng triệu quả. Có một điều đặc biệt là dù giống bưởi nào được trồng ở Tân Triều đi chăng nữa thì độ ngon ngọt của muối bưởi cũng được tăng dần lên rất là nhiều lần. Đồng thời, vỏ bưởi cũng vô cùng mỏng, mỏng hơn rất nhiều so với những loại bưởi khác trồng ở những vùng miền khác. Và chúc mừng các bạn, cả hai bạn đã trả lời chính xác. Như vậy là chưa có ai giành được quyền ưu thế, nên người lật ô số sẽ là anh Nguyễn Hồng Thuận. Anh quyết định chọn ô số 2. Số 2, xin mời số 2.
Huy hiệu thằng bếp. Như vậy cả hai bạn gái đều mất cái cơ hội đặc quyền riêng của mình rồi. Không sao, với cái từ khóa là thuần Việt á, nó liên quan gì đến cuộc sống và ẩm thực của anh? Thật ra anh rất là thích những cái món gì nó thiên về ẩm thực ở Việt Nam của mình. Tức là anh cũng đi những cái chương trình này kia, anh cũng đi nước ngoài khá nhiều. Nhưng mà thật lòng mà nói là anh hay xách đồ ăn Việt Nam theo. Hay xách kiểu mà chả bông rồi những cái gì mà liên quan mì gói gì đó. Cái kỳ rồi anh mở live show bên Mỹ á. Đúng rồi, nguyên một tháng anh toàn ăn nguyên thùng mì. Những cái ngày đầu á thì có thể là mình ăn những cái món Tây mình thấy cũng ngon, thú vị thiệt. Tới ngày thứ hai, thứ ba anh nhìn nó bắt đầu anh thấy sợ, bắt đầu nó ngán. Thì bên đó người ta không có nêm nếm như mình, nó cứ lạc lạc và có bơ này kia, thì anh lại nó phải gu của anh. Kể cho mọi người nghe rất là vui. Trong cái tour mà Thuận đi á là có ca sĩ rất là nhiều nha, ví dụ như anh Đào Vĩnh Hưng hay là Hồ Ngọc Hà hay Cao Thái Sơn. Thì cái ngày mà Thuận đi á, ra sân bay thấy mình kéo nguyên vali mì gói ai cũng cười. Cuối cùng đem mì gói làm gì, bởi đồ ăn ngon quá trời. Cuối cùng nữa, cái tháng cuối cùng á là tới giờ ăn á là cứ hết hồn Hà lại, anh ơi cho em xin hai ly mì. Cái là Cao Thái Sơn lại, anh ơi cho xin ly mì đó. Cái mọi người cũng y như Thuận, cái là ăn một thời gian quá ngán cái đồ nước ngoài rồi. Cái là dù gì mình có là người Việt Nam, mình ăn riết thì nó quen cái ẩm thực của Việt Nam rồi, quen cái khẩu vị. Như vậy là có nghĩa là anh ấy đang hé lộ một chút xíu về cái đề bài ngày hôm nay. Có thể hai món ăn ngày hôm nay là thuần Việt đó nha. Nên hy vọng là đúng với sở trường của hai bạn nha. Rồi, bây giờ chúng ta cố gắng vượt qua thử thách thứ hai. Và bây giờ sẽ là câu hỏi, chú ý lắng nghe. Tỉnh nào được mệnh danh là thủ phủ nho của cả nước ta? Có nghĩa là nơi đây trồng nho rất là nhiều và cực kỳ nổi tiếng luôn. A. Bình Thuận, B. Ninh Thuận và C. Bình Phước. 3, 2, 1, xin mời đáp án. Bạn Ý thì chọn là Bình Thuận, bạn Ninh Thuận Duyên thì chọn là Ninh Thuận. Đáp án chính xác là Ninh Thuận, là B. Tỉnh Ninh Thuận có điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng rất phù hợp để cây nho sinh trưởng, phát triển, nên vùng trồng nho tập trung điển hình được mệnh danh là thủ phủ nho của cả nước. Theo cổng thông tin điện tử của Ninh Thuận, thì tổng diện tích nho trồng toàn tỉnh hiện tại đã hơn 1.200 hectare cho sản lượng hơn 31.000 tấn mỗi năm. Chúc mừng bạn, tại sao bạn chọn là Ninh Thuận? Bởi vì là Bình Thuận là em đã từng đi đến đó một lần rồi. Còn Bình Phước là quê của chị ruột của chị dâu em. Nên là em cả thấy hai cái khu vực đó là không có nho ấy, kiểu là ít, nên là em chọn câu B, gọi loại trừ. Phương pháp loại trừ. Dạ. Rồi, chúc mừng bạn, bạn đó có đặc quyền may mắn của mình và đang dẫn trước ha. Và bây giờ thì bạn lựa chọn ô số đi, 1 hay 3 nè. Dạ, em chọn số 1. Dạ, số 1, xin mời ô số 1. Sự ngọt ngào dẫn lối vào tim. Ủa sao giống lời bài hát vậy ta? Em đã từng nghe người ta nói chưa, cái là cái con đường đi đến trái tim của người đàn ông rất là dễ, đúng không? Dạ. Qua ăn uống thôi, qua bao tử trước, đúng vậy đó. Còn sự ngọt ngào là gì? Đó là cái gu. Gu đúng. Nữa thật ra cái là anh cũng giống như rất là nhiều những cái người đa phần ở trong miền Nam mình, đó là cái kiểu mà ăn uống khi mà ăn nó nêm, nó hơi ngọt chút xíu. Dạ. Đó, cho nên là cái xu hướng của anh là ăn cái gì anh cũng hơi thích ngọt ngọt xíu. À đó. Rồi, cảm ơn anh Thuận. Và bây giờ chỉ còn một ô số thôi. Hy vọng là với thử thách cuối này khó hơn, không có trả lời câu hỏi nữa, các bạn sẽ có được cái sự vươn lên. Và bây giờ xin mời quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Quý vị đang quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và bây giờ sẽ là thử thách cuối của vòng đầu tiên. Hy vọng là hai người đẹp với cái điều kiện đó chính là cái đôi chân vịt ở dưới chân. Mình đầu tiên là sẽ lắng nghe lời bài hát mà anh Nguyễn Hồng Thuận hát ra, đoán xem bài đó là bài gì của ảnh. Xong đó mình chạy bạch 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 bạch, mình chạy nhanh tới cái micro này, mình giành lấy cái micro để trả lời. Ai nhanh chân hơn trả lời đúng vào cái micro, tên bài hát phải chính xác thì người đó sẽ được ưu thế. Anh Thuận, theo anh thì anh sẽ hát mấy bài? 5 bài đi. 5 bài, dạ, dạ, 5 bài để mình biết được sự chênh lệch ha. Đúng rồi. Ok, chuẩn bị sẵn sàng nha. Mời anh. Đêm đi qua, sao thêm buốt ra. Dạ, đây là bài Tìm Lại Giấc Mơ. Tìm Lại Giấc đúng Mơ. Rồi, đúng chính rồi. Xác. Hay quá nhỉ. Rồi, hay nha. Bài 2. Anh nhận ra một điều rằng anh đã sai thật nhiều. Đây là bài Anh Sai Rồi. Đúng luôn. Ồ, anh sai rồi. Nhưng mà câu trả lời rất là đúng luôn. Hay quá em ơi. Hay quá. Đừng để cho bé thắng ba cái là thắng luôn đó. Ok, rồi bài 3 nha. Rồi, bài 3 không được. Anh yêu đuôi. Ê, ê, trời. Trời ơi, em dừng cho bạn đi. Em dừng đi, không dừng. Người yêu cũ. Hả, cái gì em? Người yêu cũ. Gửi người yêu cũ đúng không anh? Ba không ngu rồi. Ba không ngại. Xuất sắc. Rồi, chúc mừng bạn Mỹ Duyên. Như vậy là bạn đã có được chiến thắng và có quyền lật ra ô số cuối cùng. Nào, chúng ta quay trở về với vị trí phòng khách. Chúc mừng Mỹ Duyên, và bây giờ ô số 3 đã thuộc về em ha. Không biết là bên trong là từ khóa gì đây. Xin mời. Chấp bếp. Rồi, lần đầu tiên em nghe từ này luôn á. Thường là người ta sẽ nói là chấp hết. Đó, 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 từ đó mà ra đó. Ủa vậy hả? Ghép hai chữ lại. Chấp bếp là sao? Chấp hết.
bếp. Là anh tự tin vào khả năng nấu nướng của mình hay là anh ăn hết được tất cả các loại bếp? Ăn đồ ăn. Ăn đồ ăn trên bếp. Mình sinh ra là con nhà nghèo mà, cái gì anh cũng ăn được hết trơn á. Anh không có kén chọn món gì, yeah. Miễn đồ Việt Nam này kia thì gần như là bếp nấu món gì anh ăn cũng được. Trời ơi, dễ ăn, dễ nuôi vậy. Dễ nuôi. Mà khó tính thôi. Chỉ khó tính thôi. Oh wow, vậy là anh cũng dễ ăn ha. Miễn là đúng gu của anh là thuần Việt là được. Rồi, như vậy chúng ta đã đủ cái dữ liệu để lát nữa mình nấu ăn. Nhưng mà không biết nấu món gì thôi, có đúng với sở trường của mình hay không. Thì Mỹ Duyên hồi nãy đang là dẫn trước là 2-0. Thì bạn có quyền chọn một trong hai món mà anh Nguyễn Hồng Thuận đã đặt hàng từ trước. Hai món này nha, bây giờ mới lộ diện nè. Hãy xóa xóa xóa. Bún bò hay phở bò? Anh thích bò lắm anh. Không, anh thích hai món này tại vì nó cũng có lý do. Dạ. Cái là ngày xưa anh nói là anh từng chia sẻ là mẹ là từng là đầu bếp. Dạ. Thì ngày xưa khi mẹ lớn lên đó thì cái nhà bên ngoài đó là cái nhà bán phở. Đó, cho là phở nó cũng một cái ấn tượng rất là lớn với anh. Kỷ niệm. Đúng rồi, anh tự nhiên cái bây giờ nghe tới đi đâu không muốn ăn gì từ trong đầu mình nó đầu tiên nó nhảy ra là phở bò. À. Thật ra là không phải là mình thích cái món nó quá mà tự nhiên là tại vì nó là nó gắn rất là nhiều với cái cuộc sống và cuộc đời của mình luôn. Dạ. Tự nhiên mỗi lần anh nghĩ tới món đó anh nghĩ tới mẹ anh. Còn cái món bún bò thì cũng là từ mẹ anh ra, tại vì mẹ anh nấu rất là ngon quán bún bò luôn. Như vậy là một xíu đầu bếp ở nhà đó chính là mẹ của anh Nguyễn Hồng Thuận. Rất là tự hào về anh ấy. Và anh ấy cũng rất là tự hào với hai món này và gắn liền với nhiều kỷ niệm. Nên hy vọng lát nữa mình nấu làm sao mà anh ăn, anh nhắm mắt lại anh tưởng tượng là trời ơi ngon như cơm mẹ nấu. Đó, giống như mẹ đang đứng bên cạnh vậy đó. Rồi, với bún bò và phở bò, bạn chọn món nào? Dạ em chọn bún bò. Tại sao em chọn bún bò? Dạ bởi vì là em thích ăn bún hơn là phở. Và em thích ăn là chị mà em đã từng nấu chưa? Dạ rồi. À may quá cũng từng nấu. Rồi chúc mừng em, cảm ơn em ha. Bún bò với em. Còn đây như đương nhiên và phở bò sẽ thuộc về Như Ý ha. Dạ. Thì phở bò thì em đã từng nấu hay là thích cái vị kiểu như thế nào không? Phở bò thì em chưa từng nấu. Chưa từng nấu ha, nên cố gắng nha. Dạ. Lát nữa mình gọi thoại về nhờ quyền trợ giúp của người thân. Duyên nè, còn thêm một đặc quyền nữa, em sẽ được chọn khu vực bếp của mình. Bên đây á là bếp bên trái, em nhìn lại đi, bên trái. Bên kia là lớp bên phải. Em chọn bên trái bên phải? Em thuận bên phải nên em tại chọn bên vậy? Phải. À em thuận tay phải hả? Dạ. Em chọn tay phải. Rồi, mỗi bếp nó sẽ có một cái địa hình riêng biệt lắm. Mình chưa biết được là cái cản trở sẽ là gì. Và bây giờ xin mời quý vị cùng vào bếp. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và bây giờ hãy sẵn sàng với gian bếp của chúng tôi để giúp cho hai người đẹp với hai cái địa hình và điều kiện khác nhau để làm sao thực hiện được hai món, đó chính là phở bò và bún bò, để phục vụ cho anh Nguyễn Hồng Thuận ngày hôm nay. Bên bạn Mỹ Duyên thì bạn đang đội một cái nón đặc biệt, trên đó có một cái trái banh bóng bàn, thì bạn không được làm rớt bóng bàn nhé. Bên cạnh đó dưới chân bạn là một đôi dép rất là đặc biệt, nó như cà kheo mini vậy đó. Cố gắng đừng để té nha, kỳ lắm nha. Bên cạnh đó là Như Ý. Như Ý thì cũng có đôi phần đó đơn giản hơn tí. Là dưới bồn của bạn là những trái banh các kiểu. Nhiệm vụ hoạt động của bạn là chỉ trong khu vực cái bồn này thôi nghe. Bên cạnh đó chân bạn đang mang là một cái đôi chân vịt. Hôm nay di chuyển khá là khó khăn, cẩn thận kẻo té. Bên cạnh đó ở trên bàn của mình nó rất nhiều cái tờ giấy nhỏ, bạn thấy không? Đó chính là những thử thách để cho anh Nguyễn Hồng Thuận bắt buộc phải vượt qua. Ủa vậy hả? Nãy giờ tự thử thách cho người chơi chứ. Anh phải vượt qua thử thách đó thì người chơi mới được quyền sử dụng những món đó. À. Cố lên. Rồi xin mời anh Thuận vào vòng phòng khách ạ. À. Hai bạn đeo bao tay vào là chuẩn bị đi ạ. Hãy đứng nè. Hai anh em ở đây uống trà ăn bánh đi chứ. Chà, lâu lâu em mới có cảm giác là mình hơi gia trưởng nha. Đúng, đúng. Tại vì tự nhiên không giờ hai anh thì không làm gì hết, là để cho em chị phụ nữ làm đồ ăn cho mình ăn. Ngại quá. Anh có thể chia sẻ là cái mẫu người vợ lý tưởng trong đầu anh tưởng tượng là như thế nào không? Không, anh chưa bao giờ có một cái hình mẫu gì hết trơn á. Vậy hả? À, có duyên là được. Đúng rồi, chỉ đơn giản thôi. Mình gặp anh một người ơi. Đó, mình gặp anh một người ơi. Đó mình... Em nói đi, anh nghe. Dạ, em đang cần sử dụng thịt bò nhưng mà ở đây có thử thách. Dạ, đó, anh nghe nha. Bịt mắt, không được nếm, chỉ được ngửi và đoán được đúng 5 loại trái cây. Rồi, trời, đơn giản. Rồi. Rồi, bây giờ hai anh chuẩn bị nha. Anh chuẩn bị nha. Không được nếm, chỉ được hửi nha. Trái đầu tiên chắc là mình chọn trái dễ dễ đi. Hửi, hửi, hửi. Hửi, hửi. Chưa có mùi lắm mà có nước nhiễu vô tay nè. Chưa nghe được luôn, không mới đau. Ừ, không thấy gì luôn. Kỳ ta, hay đổi trái khác ta. Đổi trái khác đi. Đổi trái khác đi. Đó. Mùa gì? Mùa này quen nè. Dưa hấu, dưa hấu. Dưa hấu, giỏi, chính xác. Một em. Hy vọng trái này nó thơm. Mùa gì, mùa gì? Rồi, trái nhãn. Nhãn, giỏi trái, quá. Trái này nó có nhiều mùi. Đặc trưng đó. Ừ. Đây đây, mùa gì, mùa gì? Cái hộp quen lắm vô rồi. bị coi chừng là bị ruột thừa. À, trái ổi. Ổi, đúng chính rồi. Xác. Giỏi, mình quay lại trái này coi. Mùa này cam hay quýt hay là bưởi ta? Đó, đó, xém rồi nha. Trái quýt. Thấy không? Quýt không? Quýt, quýt, cam bự hơn quýt. Quýt. Trái hành lông.
Rồi anh lọt ra đi. Thanh Long, rất tốt, như vậy là anh Thuận đã vượt qua được thử thách rồi. Rồi chúc mừng bạn được dùng thích bò nha. Chúc mừng Như Ý. Rồi đặt tên con gái, đặt tên Như Ý ha. Mùng 1 Tết đến nhà hai con. Đẻ đứa thứ hai tên Cát Tường. Rồi tới bạn Mỹ Duyên. Thôi chị bạn. Vừa ngậm lát chanh, vừa đọc lưu loát 3 lần câu sau. Làng nành, làng nành lợn nái năm nay lọt lòng, lúa non nắng lửa nản lòng, lão nông nức nở lấy nông nia về. Đây là cái câu nói của tụi em ha. Bây giờ là anh ngậm chanh vào. Rồi không phải ngậm chanh đó hả? Ngậm chanh đó. Ừ. Không được nuốt, ngậm nó hoài luôn. Rồi anh đọc đi 3 lần câu này. Đọc đi anh, đọc đi. Làng nành lợn nái năm nay lọt lòng, lúa non nắng lửa nản lòng, lão nông nức nở lấy nông nia về. Giỏi. Lần thứ hai. Làng nành lợn nái năm nay lọt lòng, lúa non nắng lửa nản lòng, lão nông nức nở lấy nông nia về. Rồi thử thách thứ ba khó hơn, làm miếng quýt thiệt. Không anh, tôi không làm bí, năm nay ngậm nát canh thôi, ở đâu anh mới chế à, câu này. Thôi mà thương đi, lần cuối nó phải khó hơn, nó ra quẹt chứ. Rồi đọc đi. Nước chảy rùm rùm rồi. Nước chảy. Ok. Làng nành lợn nái năm nay lọt lòng, nhâm nhai là gì, đọc lại. Làng nành lợn nái. Thiệt anh đọc đi. Con ngã bớt miếng rồi con. Ngã bớt miếng rồi. Ngâu vậy hả? Nhiều quá. Mời anh. Ok. Rồi đọc đi. Làng nành lợn nái năm nay lọt lòng, lúa non nắng lửa nản lòng, lão nông nức nở lấy nông nia về. Giỏi. Rồi chúc mừng Như Ý, bạn được quyền sử dụng món nguyên liệu tiếp theo. Anh Hoàng ơi, kiểu. Kiểu rồi, ok, kiểu ngay. Em đang cần sử dụng bánh phở. Dạ. Nhưng mà ở đây nó có thử thách là dùng đôi chân vịt đạp bể 15 quả bóng của chương trình để tìm ra 5 logo chương trình. Làm sao đây, tìm ra được 5 cái logo cùng bánh phở nữa. Đó, thấy chưa, anh tưởng dễ hả? Thấy không? Chết rồi, chết rồi. Thấy chưa? Hai dễ, hai chân luôn. Đó. Logo đâu logo? Chưa. Tìm đi, tìm đi. Đó. Bên kia, bên đây nhiều, bên nào nhiều, giải quyết với nhiều. Đấy. Ghê quá. Ghê vậy? Đâu phải đâu anh? Chưa thấy cái logo nào luôn á. Sao? Ơi. Không thấy luôn á ta. Cho đây biên tập. Ôi, chơi mình ta. Biên tập chơi tôi mà. Chưa thấy cái nào hết. Đây, đây một cái. Anh cầm nó đi. À, tôi thấy cái logo rồi. Đâu rồi? Nó văng ở đâu rồi? Đây, hai cái. Lâu lâu được chơi bóng vui quá. Đây, đó. Ba cái. Điện đầu dấu bóng kia nó sáng quá. Không có. Đâu? Ừ, bốn cái. Nè đi ơi. Ê, đủ năm cái. Cảm ơn anh, chúc mừng anh. Rồi, em dùng món nguyên liệu còn mình đang cần đi. Rồi, chúc mừng Như Ý. Hai nữa. Help me. Rồi, em coi chừng rơi bóng nha. Cái bóng bàn trên đầu. Em muốn dùng món gì vậy? Dạ, em đang cần rau. Vận dụng nguyên liệu gia vị còn thiếu của người chơi để sáng tác ra một đoạn bài hát có nhắc đến nguyên liệu gia vị đó. Trời ơi, anh nghe kỹ. Em đang cần hành ngò, hành tây, chanh với ớt xanh. Rau. Đấy. Còn thiếu là nguyên cái dĩa này nè. Đó, mình chỉ chọn một vài món thôi chứ. Một món thôi cũng được, miễn là có cái chữ đó trong cái bài hát của anh là được. Ok, mình sẽ giới hát một đoạn về sự nghiệp âm nhạc của mình đi. Một đoạn ngắn vậy. Trời, ghê vậy. Ghê. Có cần đánh đàn hợp âm hay gì không anh? Không, hỏi đi. Ừ, cũng nên có chứ nhỉ. Nhạc sĩ mà không có nhạc kỳ lắm. Đây, anh có. Ủa, anh có không? Trời, giỡn hoài. Có chứ. Hay quá. Hành trình 20 năm tôi đã bước đi trên con đường kia. Hành trình 20 năm tôi đã ăn biết bao nhiêu đồ ăn. Mà hôm nay tôi được ăn món ăn của người ta nấu. Mà hôm nay mong là tôi sẽ được về với mẹ.
Hợp lý. Ok, hợp lý. Yeah. Yeah. Cảm ơn anh Thuận. Như vậy là anh Thuận đã vượt qua được thử thách cuối cùng để giúp cho người chơi có được những nguyên liệu cần thiết. Và đồng nghĩa với việc là chúng ta nên bảo vệ tính mạng an toàn dành cho anh. Tạo khoảng cách giãn cách ra giữa anh với người chơi để người ta liếc quá. Đi anh, đi anh. Đi đi. Đi đi đi. Đi. Trời ơi, thôi để không gian để ta nấu đi. Đúng với yêu cầu của thực khách đã đặt hàng từ trước. Một bên là phở bò, một bên là bún bò. Anh rất thích bò hen. Mà không biết là anh muốn thưởng thức món nào trước đây. Bún bò là của bạn Mỹ Duyên, món phở bò là của bạn Ngọc Như Ý. Thôi bún bò trước đi nhỉ. Bún bò trước, rồi xin mời anh. Cái màu rất là đẹp nha. Trình bày trang trí, nó lớp lan hẳn hoi đàng hoàng. Nhìn hấp dẫn quá nhỉ. Đó. Bất cứ một món bún nào, món nước nào thì cái nước lèo nó cực kỳ quan trọng. Đúng vậy. Anh phải thử nước lèo trước. Dạ. Nãy giờ anh cũng hoạt động nhiều rồi đó, mình cần tiếp theo năng lượng nè. Bé làm như nãy nghe anh nói xong á. Nấu ngọt nha. Dạ ngọt ngọt á. Ngọt ngọt. Mà ngọt này là ngọt từ đâu, anh cảm nhận từ đâu? Để anh hỏi phòng dân bếp. Hay thiệt đi. Dạ. Cái ngọt này là em có bỏ đường nhiều không? Hay là em nấu bằng giò? Em có hầm giò vào nước đó. Xong rồi em có làm cái nước sốt. Chứ anh nói chứ anh thích ngọt nhưng mà anh sợ ngọt đường lắm nha. Dạ. Nhiều đường không tốt. Với món ăn này thì không biết là cái tình cảm của bạn dành cho anh Thuận sao nè. Mời em. Dạ, chúc anh ăn ngon miệng nghiện. Cảm ơn. Vậy thôi hả? Ừ, rồi, cảm ơn em. Ngon thiệt. Rồi, bây giờ xin mời anh Thuận. Anh thưởng thức món phở bò nha. Ủa, anh nghĩ Hoàng em nên ăn chung với anh chứ em để anh ăn mình ngại quá. Dạ thôi, trời, nhân vật chính là anh. Mấy cổ nấu cho anh ăn chứ em mà đụng vô cái cổ liếc em nữa kìa. Đó, 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 thấy chưa, thấy chưa. Của anh đi, của em nó. Tại em có gia đình rồi, còn anh Thuận thì độc thân, đâm ra là cổ dành hết chất chứa tất cả tình cảm. Trời, bây giờ ai mà có được trái tim của anh Thuận coi. Ngại người quá. Đó sẽ được sở hữu cả trăm cả ngàn bài hát. Chưa nói đến một mối quan hệ của nhà hàng, khách sạn, một chuỗi khắp nhất nước Việt Nam. Rồi bao nhiêu celeb, bao nhiêu nghệ sĩ nổi tiếng. Đó, phở, nước lèo sao anh, ngọt không anh? Vẫn ngọt. Đó, ngọt nhưng mà quan trọng là ngọt gì à, Như Ý ha. Dạ ngọt vì tình yêu thương. Ngọt vì tình yêu thương, giống như hồi nãy đó. Ngọt ngào đến vào từ trong tim á. Trời ơi, đổ mồ hôi quá. Đổ chấm mồ hôi chứ nghe xong câu đó cảm thấy đổ mồ hôi. Mà làm gì ăn thính gì đó. Với món ăn này thì em muốn có lời nói đặc biệt nào dành cho anh Thuận không? Em chúc anh là trên con đường sự nghiệp càng ngày càng phát triển hơn. Dạ thôi. Mỗi lần cảm phát triển em là nhớ tô phở bò của em. Đúng. Nhớ tô phở bò anh nhớ em. Dạ. Là bún bò nhớ bé này. Dạ đó. Bữa nào mà ăn hành thì nhớ em nha. Ok. Tại bữa không, em ăn hành anh nhớ biên tập. Biên tập hành chứ phải tay em đâu. Với món phở bò này nè, thì anh thấy cái vị nước, cái vị ngọt nó như thế nào? Nói chung là cả hai món đều rất là vừa ăn và rất là ngon. Dạ. Nói chung hai cô bé này làm anh hơi bất ngờ. Đó. Trong thời gian cũng khá là ngắn nha. Bên cạnh đó là không ai mà chế biến thức ăn trong cái tình trạng khó khăn, đúng di rồi, chuyển đúng rất là cực khổ. Thì bây giờ anh phải quyết định thôi. Món nào món giành chiến thắng ngày hôm nay nè. Cá nhân anh thì là hai món đều ngon hết. Nhưng mà có một món thì nó nấu khá là giống cái mùi mà mẹ anh hay nấu cho anh ăn. Tại vì ở nhà thật ra là mẹ anh hay nấu mấy món lắm. Cái mẹ ngày xưa là đầu bếp nhưng bây giờ về hưu rồi. Nên là nghỉ ở nhà rảnh là cứ rảnh là mẹ anh hay nấu xong nhắn tin kêu con ơi về ăn, hiểu không? Món nào đây ta? Ha. Thì bây giờ đó trong một trong hai món có một món anh ăn thì anh thấy là cái món nào cũng ngon nhưng không cái món thì cái vị nó khá là giống cái món mẹ anh hay nấu cho anh ăn. Dạ và cái món được cái điểm cộng đó là món. Mà cái món cuối cùng đó là món. Phở bò. Ngay như vậy là Ngọc Di đã giành chiến thắng ngày hôm nay. Xin chúc mừng bạn. Và đây phần thưởng trị giá 5 triệu đồng thuộc về món phở bò của Ngọc Di. Còn Ngọc Di hả? Dạ. Chúc mừng em. Dạ cảm ơn anh. Cảm xúc bây giờ như thế nào Như Ý ha?
Dạ em rất là vui. Nhưng mà ngoài cái vui đó ra thì cảm giác như thế nào khi ngày hôm nay được trực tiếp nấu ăn cho anh Nguyễn Hùng Thuận ăn nè? Cái đó là niềm vinh hạnh của em. Em không nghĩ là em sẽ có một cái ngày này. Dạ, cảm ơn em rất nhiều. Rồi riêng với bạn Mỹ Duyên nè, mặc dù không chiến thắng nhưng mà bạn rất là dễ thương và đặc biệt là nấu ăn cũng rất là chuẩn nữa. Cảm xúc bây giờ như thế nào? Dạ thì tuy là không phải là người chiến thắng nhưng mà được nấu ăn cho anh Hồng Thuận, một cái người mà em rất hâm mộ từ nhỏ. Cách đây 5-10 năm á thì em rất hâm mộ ảnh giờ được nấu là ăn giờ hết cho hâm mộ rồi đúng không? Còn 5-10 năm trước kìa, bé thôi kìa. Nó ý là được nấu ăn cho anh là niềm vui của em rồi. Rồi cảm ơn Mỹ Duyên và xin chúc cho nhạc sĩ Nguyễn Hùng Thuận sẽ luôn tràn đầy những cái sức khỏe và đặc biệt là phong độ của mình, viết nhạc càng ngày lúc càng hay nữa để khán giả yêu mến anh nhiều hơn. Rồi cảm ơn Hoàng, cảm ơn hai bé ngày hôm nay đã đến đây để mà nấu cho anh ăn, rất là vui và cảm ơn chương trình cũng như là quý vị khán giả đã chịu khó lắng nghe và xem những cái câu chuyện của Thuận ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Dạ cảm ơn anh. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình chúng tôi được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.